Phần tặng bổ, một thư gửi Sài Dã Ngu. Lá thư này vốn không có trong văn sao, nhân vì người đời thường đối với những nghĩa như mê ngộ, chúng sanh Phật, cuồng thánh, vân vân khởi nghi, nên kèm thêm thư này để giải trừ những mối nghi ấy. Ai cũng có thể trở thành yêu thuấn, ai cũng có thể thành Phật. Nhưng thánh thất niệm cuồng, cuồng chế ngự được niệm ác sẽ thành thánh. Mê thì Phật thành chúng sinh, ngộ thì chúng sanh tức là Phật. Xét lễ ấy, mấu chốt ở tại nơi ta. Vì thế trên phải ngưỡng mộ chư thánh, dưới phải trọng tánh linh của mình. Dè dặt kinh sợ, phẫn trí tu trì, đôn đốc luân thường, tận hết bổn phận. Các điều ác đừng làm, vâng làm các điều thiện. Sáng dậy tối ngủ, chẳng đầy sanh điều gì đáng thẹn. Làm được như thế chính là làm thánh, làm hiền, chẳng điếm nhục ô uế trời đất. Lại còn sanh lòng tín nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để mong tự chứng được Phật tánh sẵn có, viên thành vô thượng Bồ Đề mới thôi. Đại trượng phu sanh trong thế gian, nếu chẳng biết đại thể, chỉ biết đắm đuối ăn uống, nam nữ, tham cầu sắc thanh của cả lợi lộc, thì có khác gì dị loạn đâu. Nỡ nào để cái tánh có khả năng làm được nghiêm thuẫn, có thể thành Phật, bị luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu, chịu đủ mọi nỗi khổ cùng cực chẳng đáng buồn ư. Người đã phát tâm quy y Tam Bảo thì phải lấy việc niệm niệm đối trị phiền não làm gốc, ngăn tà giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, cải ác tu thiện, chọn hết bổn phận, luân thường truyền tù tịnh nghiệp, tự hành dạy người ngõ hầu, trong là cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc, ngoài là thân thích bạn bè láng giềng chòm xóm, cùng được ngội ơn giáo hóa của Phật, cùng thành thiện nhân, mới chẳng uổng phí cái đời này, chẳng uổng duyên gặp gỡ này. Sách Trùng Dùng nói, ai cũng bảo mình là người trí, nhưng cứ bị xua vào, vướng vào lưới dập, hầm bẫy, chẳng ai biết tránh cả. Là vì chỉ biết hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết hồi quang phản chiếu, nên mới mắc hại như thế. Nếu có thể phản chiếu tự tâm, ngầm vận dụng trí, ngõ hầu tự chiếu, ắt sẽ có thể học thánh, học hiền, học Phật, học tổ. Ắt lúc sống đã dựa vào cảnh giới thánh nhân, mất đi liền sanh về cõi nước cực lạc. Đây là những điều quang tôi vì ông mệnh danh là đại ý. Thêm nữa, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng chế ngự được niệm sẽ thành thánh. Mê thì Phật thành chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Nếu chẳng khéo hiểu bốn câu này, rất có thể đến nỗi sanh nghi, luận bàn lầm lạc. Này tôi sẽ giải thích sơ lược. Thứ nhất, nói thánh hay Phật đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói, chứ chẳng phải đã thành Phật hay thành thánh. Tiếp đó, mất niệm chế ngự được niệm mê ngộ đều là nói người ấy nghịch hay thuận, có tu luyện gìn giữ hay không. Cuối cùng thành cuồng, thành thánh, thành chúng sanh chính là Phật, là nói đến hiệu quả của việc nghịch thuận, tu trì, gìn giữ. Nếu chẳng hiểu thành Phật thành thánh là nói về bản thể, ác sẽ lầm tưởng mình đã thành Phật thành thánh, cũng như hiểu lầm thành cuồng, thành chúng sanh, sẽ có hại rất lớn. Bởi vậy tôi chẳng thể không giảng sơ lược cho ông hiểu về điểm này. Những điều khác xin đọc kỹ văn sao, ác sẽ tự biết. Hai thư phúc đáp Du Huệ Úc, Trần Huệ Sường. Nghiệp chướng sầu nặng, bẩm chất ngu tối, mày được nghe pháp môn tịnh độ, nên được quy y dưới tòa, chỉ còn biết tận lực tuân thủ lời giáo huấn giả dặn chắc thật của thầy tôi, để mong chóng liễu sanh tử, chẳng phụ tấm lòng đau đớn của thầy. Đã là Phật tử, ác phải phát tâm tự độ độ người. Này các đệ tử chưa tự độ được mình, còn nói gì độ người. Nhưng khi gặp thần hữu phải phương tiện khuyên họ tin tưởng, đấy cũng là Phật sự của chính mình vậy. Thường thấy có hai hạng người kiến giải hoặc lời lẽ đều khiến mình lầm, khiến người khác lầm chẳng phải ít. Một hạng cho rằng Phật vô dục, kinh A-di-đà lại nói đến các thứ vàng chất báu, dường như vẫn là dục vọng, chẳng bằng kinh Kim Cang hết thảy đều không, thật cao siêu huyền diệu. Bởi thế miệt thị pháp môn tịnh độ, chẳng sanh lòng tin, hạng người này chẳng hiểu ý nghĩa hai kinh Kim Cang và Di Đà, nên cứ chấp theo ý mình mà loạn đạo. B. Hạng thứ hai cho rằng Phật dạy con người thấy rõ bản tánh của hết thảy các pháp, cớ sao chính mình lại khởi lòng tham dục, sao chúng ta lại phải khổ sở bỏ đi cái thật sự có trước mắt,
để mong cầu chuyện vu vơ sau khi chết. Đây là hạng người chấp trước tà kiến, mặc tình báng Phật, báng Pháp. Hai hạng người này tuy phẩm vị có cao thấp khác nhau, nhưng đều tà kiến hệt như nhau, đều tự lầm, lầm người giống hệt nhau. Các đệ tử phải tận lực bảo họ, các thứ cảnh giới Tây Phương đều là thuật tướng trang nghiêm, do công đức của Phật A-di-đà hóa hiện, là quả báo để hưởng thọ phước đức tự tại, chẳng giống với đời ngũ trược do nghiệp lực cảm thành. Huống nữa, tất cả mọi thứ trong cõi Sa Bà đều là khổ không vô thường, nên phải buông bỏ chúng để cầu lấy những cái thật. Lời lẽ của kẻ ngu này, Tổ Ấn Quang tự xưng, dù chẳng trái nghịch chánh lý, vẫn chẳng thể phát khởi chánh tín nổi. Nghĩ lại thầy tôi, tất cả ngôn luận của ngài đều như mặt trời rực rỡ, không tối tăm nào chẳng chiếu tỏ được, đành xin mượn mấy lời trong sách để phá mối tà kiến này. Thử các vị gọi tới có nhắc đến hoa lại tà kiến này, ấy là dùng tri kiến phàm phu để suy lược cảnh giới Như Lai, giống như Khổng Tử nói, thích thực hành trí huệ nhỏ nhoi, hay như Mạnh Tử bảo, tự mình bỏ phí. Hạng người ấy vốn chẳng có tư cách gì, cách giá trị gì để đàm luận, nhưng Phật tử rộng lớn chưa từng bỏ bất cứ loại người nào, nên chẳng ngại gì lập bài phương tiện để đánh thức cơn mơ ngủ của chúng. Do Phật chọn chẳng có tâm tham nên mới cảm được các báu trang nghiêm, và những sự hóa hiện đều là những cảnh giới trang nghiêm thủ thắng, chẳng cần phải tốn sức người chủ tính lo liệu. Cảnh giới phàm phu của thế giới Sa Bà há sánh được ư? Ví như người từ thiện hữu đức, tâm địa hành vi thảy đều tránh đại quang minh, nên tướng mạo cũng hiện vẻ tươi sáng hiền từ rạng rỡ. Cố nhiên họ chẳng có tâm mong cầu dung nhan tướng mạo đẹp đẽ, nhưng tự nhiên được đẹp đẽ. Người tạo nghiệp tâm địa cáu bản ô uế hung ác, để diện mạo cũng tăm tối dữ dằn theo. Cố nhiên họ chỉ muốn vẻ mặt mình đẹp đẽ, khiến người khác tưởng mình là thiện nhân tránh đại quang minh, nhưng vì tâm địa chẳng lành, dù có muốn thế cũng chẳng được. Đấy là ước theo con mắt của phàm phu, chứ trong mắt quỷ thần họ sẽ thấy thiện nhân thân có quang minh. Quang minh lớn hay nhỏ tùy thuộc người ấy đức lớn hay nhỏ. Quỷ thần thấy người ác thân có các tướng hắc ám ác bạo, tướng ấy lớn hay nhỏ cũng do kẻ ấy, kẻ đó ác nhiều hay ít mà hiện. Kẻ tà kiến kia bảo kinh Kim Cang là không, chính là chẳng hiểu kinh Kim Cang, chỉ phát minh lý tánh, chứ chưa luận đến quả báo do chứng được lý tánh. Sự trang nghiêm nơi cõi nước thật báo không chướng ngại chính là quả báo rốt ráo đạt được của kinh Kim Cang. Phạm phu nghe đến ắt sẽ ngờ vực, làm sao có chuyện ấy được. Kinh Kim Cang nhằm dạy kẻ trai gái lành phát bồ đề tâm, nhưng chẳng trụ tướng mà lại muốn độ hết chúng sanh, dù độ vẫn chẳng thấy mình là người độ, chúng sanh là kẻ được độ, cũng chẳng thấy có pháp niết bàn rốt ráo để đạt được. Đó gọi là vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đã đạt vô sở đắc mà thành Phật, hà nên bảo Đức Phật được thành và cõi nước ngài trụ trong kinh Kim Cang cũng chỉ giống như cảnh giới ngũ trược ác thế này ư? Cũng chỉ là giống tích chẳng có được một Phật gì ư? Cõi Phật thanh tịnh, người ta một phen được nghe đến thân tâm biển thanh tịnh, thế nhưng kẻ kia lại bảo là tham dục, thì gã đó chỉ là giỏi tửa sống trong hầm xí, tự khoe mình thơm tho sạch sẽ, chê chiên đàn là hôi thối, chẳng mong để khỏi hầm phân đó để ngửi được mùi thơm này. Lũ đạo trích tụ tập cả mấy ngàn đứa hoành hành trộm cắp trong thiên hạ, lại tự khoe mình là hạng có đạo đức, thống trách vua Nghiêu bất nhân, vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, vua Thang châu võ vương bạo loạn, chê Khổng Tử là ngụy là vô đạo. Tri quyến của chúng có khác gì hai hạng người ta kiến ấy đâu. Lại như gần đây có kẻ phế kinh phế hiếu, phế cả luân thường trần truồng đi lại, cho đó là bẩm thọ đức tự nhiên của trời đất, chẳng nhọc lòng tạm táp. Nhưng nếu hạ đã đùa nhau lã lổ sao đông về lại chẳng trần truồng nữa, bảo là bẩm thọ tự nhiên chẳng cần phải tạo tác, sao lại phải đào giếng cày ruộng dệt vải mới hòng có cái ăn cái mặc, chẳng phải là tạo tác đó ư? Kẻ ác phá hoại ngăn trở người khác làm lành thường như thế. Họ cứ bảo làm lành phải vô tâm, nếu hữu tâm thì chẳng phải là làm lành thật sự. Nhưng thánh hiền tự cổ không ai chẳng sáng lo chiều lắng, dè dặt cẩn thận, như vào nơi vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng phải là hữu tâm ư? Nói chung hạng người ấy
Ý chỉ muốn coi không tu trì là cao thượng nên mới đẻ ra luận thuyết mù lạ cực thiện cực hạ tiện như thế. Tự huyễn mình là bậc hiểu lý, mong người coi mình là bậc cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ, chẳng hề biết toàn thân đang ở trong hầm phẫn. Trừ những kẻ có cùng tri kiến, nào ai chấp nhận những lý lẽ ấy đâu. 3. Thư phúc đắc cư sĩ Ngu Tằng. Một việc phóng sanh vốn là đè cảm phát cái tâm kiềm giết, cứu vật cho đồng nhân, thực hành tâm trắc ẩn bất nhẫn đó thôi. Thế nhân phần nhiều tâm hạnh khác nhau, dù chẳng thể khiến cho mọi người đều cảm động, nhưng nếu cảm động được một người thì cả đời người ấy đã bớt giết cả mấy ngàn sinh mạng, huống hồ nào phải chỉ có mỗi một người thôi đâu. Còn như ông bảo cá lớn nuốt cá bé, dù có thả nó xuống sông sâu cũng khó cứu nó thoát nạn lưới chài. Điều suy nghĩ ấy tự hồ hữu lý, nhưng thật ra là trở ngại thiện niệm hỗ trợ sát nghiệp của người khác. Người ấy may mắn làm thân người, may ra chẳng đến nỗi thân bị giết hại, nên mới lý luận vô lý như thế, đang dùng cái trí của mình ngăn trở việc phóng sanh. Nếu như họ bị vướng chài và là các sanh mạng sắp bị giết, nhất định họ sẽ chẳng khởi lên các tưởng niệm như thế, chỉ mong có ai cứu lấy mạng sống của mình, quyết chẳng có ý niệm không mong được người khác cứu, chỉ sợ sau này lại bị con vật khác ăn mất, bị người khác bắt được, chỉ mong cam tâm bị giết để sau này khỏi bị mắc các nạn ấy nữa. Dù lúc ấy có ý niệm như thế đi nữa, vẫn chẳng đáng để bàn cãi, huống hồ trong lúc ấy vạn vạn phần chẳng thể nghĩ tưởng như thế được. Kẻ nào nhằm lúc mình chẳng bị dính dấp đau đớn gì để ngăn trở thiện niệm của người khác, nói những lời khơi động sát cơ cho người khác như thế, mà nếu đời sau chẳng thọ báo thì nhật nguyệt sẽ mọc ngược, trái đất sẽ bị đảo lộn, có nên thốt lời rằng bậy chăng? Dĩ nhiên có chuyện cá lớn nuốt cá nhỏ, thả ra rồi lại bị bắt cũng chẳng phải là không thể có. Nhưng nói cá lớn ăn sạch cá nhỏ không còn sót gì quyết chẳng có lẽ ấy, được thả rồi lại bị người khác bắt sạch hết cũng quyết chẳng có lẽ ấy, cần chi phải lo quá như thế. Ví như cứu giúp người bị nạn, nếu cho một manh áo hoặc cho một bữa ăn cũng có thể giúp cho người ấy chẳng đến nỗi phải bị chết ngay, nhưng lại cứ đối trước người ấy bảo một manh áo một bữa cơm này sao có thể khiến người ấy nó ấm suốt đời được, có cho cũng chẳng lợi ích gì, chẳng thà mặc cho kẻ đó đói lạnh đến chết, ắt kẻ ấy chẳng phải chịu đói lạnh dài lâu. Lại như cường đạo cướp giật người khác, kẻ có sức mạnh ra tay chống cự ngăn trở, kẻ kia bèn bảo nếu ông có thể chống cự ngăn trở kẻ cướp cả đời mới thật là tốt, còn như chỉ chống cự ngăn trở một lúc thì rốt cuộc có ích lợi gì đâu, chẳng thà mặc cho nó cướp hết sạch đi, sau này mới khỏi bị cướp nữa thì tốt hơn. Đối với con cái, cha mẹ thường chăm sóc nuôi nấng, nhưng mẹ hiền chẳng thể chăm sóc thân đời sau của con, kẻ kia bèn bảo đã chẳng thể chăm sóc nuôi nấng thì chẳng bằng giết phứt nó đi chẳng tốt hơn sao. Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ bèn không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Kẻ kia cứ muốn muôn sự chẳng sai xuyển điều gì mới chịu hành phóng sanh, tức là muốn cho thế nhân suốt đời, suốt cả đời chẳng làm những việc phóng sanh kinh giết. Tương lai khi kẻ ấy sắp bị chết, cả vạn người không có lấy một ai cứu cho, đau thay buồn thay, chẳng đặng đừng phải giải dòng phân giải. 4. Thư phúc đắc cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Hôm qua nhận được thư ông gửi đến, trong xóm ông có ông Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu bài thơ muốn được quy y. Người này tánh tình chân thành chất phác, cũng có học vấn, ông ta đã phát tâm thì quang tôi cũng chỉ tùy duyên. Nay tôi đặt pháp danh quy y cho ông là Huệ Thuần, bởi hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có Phật Huệ, nhưng vì bị tham sân si vân vân xen tạp nên Phật Huệ bị trở thành tri kiến chúng sanh. Này đã biết vốn sẵn đủ Phật Huệ thì đối với tất cả những điều nghĩ ngợi móng niệm xử sự thầy đều kiểm điểm, chẳng cho những tri kiến tham sân si phát sanh, lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, kiêng giết phóng sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp thì trí tuệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được như vậy chẳng để mất vãng sanh Tây Phương thì huệ ấy càng dễ thuần, đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn là huệ đã thuần đến cực điểm.
bèn viên thành Phật đạo. Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó là vàng còn trong quặng, chọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc trí. Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ này, thế nhân đa phần miệng lưỡi nhạy nhạy, ăn nói hay ho bóng bẩy, trong bụng thối nát vô ích, thật đáng buồn. 5. Thư gửi cư sĩ Vương Tâm Thiện. Mẹ ông đã có thể niệm Phật thì hãy bảo các đàng dâu giúp mẹ niệm Phật. Lại nên khuyên bà ăn chay trường để trở thành đạo nghiệp cho mẹ mới là hiếu. Nếu cứ nghĩ niệm Phật chỉ sợ tổn hao tâm lực, ăn chay sợ chẳng đúng phép vệ sinh mới là hiếu, thì lòng hiếu ấy khác gì con la sát cái yêu người đâu. Hiếu như vậy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, chẳng làm cho mẹ được liễu sanh thoát tử, trái lại còn khiến mẹ ở mãi trong sanh tử. Hiếu như vậy là đã xô người xuống giếng, còn quăng thêm đá nữa, khiến cho mẹ chẳng được siêu sanh luân lạc bao kiếp. Dù là hiếu nhưng chẳng biết hiếu đúng cách, lại hóa thành ngũ nghịch. Ông lo việc công về hình dáng, bất tất về làm ra vẻ tu trì, nhưng trong lòng chẳng thề thường nghĩ nhớ hay sao. Nếu ông nhớ mẹ, ai cấm trong tâm ông thường nhớ đến mẹ? Ông tự thốt lên những lời trở ngại ấy, nhưng toàn là luận về mặt hình tích, nào phải là luận trên phương diện tâm địa. Hiện tại thời cuộc nguy ngập như thế, nếu trong tâm vẫn chẳng chịu thập niệm Phật thì chuyện tương lai chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Ông đọc văn sao ra ngôn lục, nhưng những điều nói trong các sách ấy vẫn chưa đủ để xóa tan được lòng nghi, nên tôi phải dùng một tờ giấy với vài trăm chữ để an ủi vỗ về, đều là do ông thường ngày chẳng chịu suy xét nghiền ngẫm mà ra cả. Ông hãy nên đem lòng hiếu đúng đắn để dạy cho các cô con dâu thường mật niệm tự hành thì lợi ích rất lớn. Mong ông hãy hạ cố xét kỹ thì thật là may mắn lắm vậy. Liên Trì Đại Sư nói, cha mẹ lìa được trần cấu, đạo làm con mới được thành tựu. Vì thế sau khi cha mẹ đã mất, phận làm con đều phải nên trí thành niệm Phật, ngõ hầu cha mẹ, chưa được vãng sanh sẽ được vãng sanh, vãng sanh rồi sẽ liền cao thêm phẩm vị. Điều ấy phù hợp với ba thứ phước tịnh nghiệp dạy trong Quán Kinh, thành tựu đạo hiếu thế gian và xuất thế gian vậy.